ngày xưa chia sẻ bác là cái chuồng này á, là mình đã hướng dẫn đó là cách thế quản lợn, cắt đuôi, bấm đuôi, cắt tai như thế nào này. Đấy. Chỗ bên kia là chuồng bầu này, trên bên này là chuồng đẻ này. Đó, chuồng tách lợn, chuồng đẻ nữa này. Và bây giờ nên đập hết, đập sạch luôn. Bỏ hết luôn. Bỏ hết luôn là để làm cái đấy. Làm nền nó dốc về hai bên ra mà để nó cọ, để cọ chuồng như thế. 50.000 cái giá cám dạo này nó cao đấy, rồi là được. Được, tại vì nếu như giá như bây giờ thì một con vịt bây giờ phải được tầm rơi vào tầm 45 đến 50 nghìn con. 45 đến 50 nghìn con. Hello anh em. Ngày xưa cái mít này rẻ bác là nó cao tầm này và bây giờ nó đã như thế này rồi. Nhà đây, mình đang bảo là ngày xưa cây mít này nó bằng như này mà bây giờ nó đã cao như này rồi. Nhanh nhỉ, thời gian trôi qua quá nhanh luôn. Công nhận là mít này lớn nhanh nhỉ, đúng không? Ngày xưa là ông còn đi châm từng tí thuốc vào cái cây này đúng không? Quá đẳng cấp. Thế bây giờ là lợn chết hết à? Chết nào bán. Lợn bán hết rồi đúng không? Chứ không phải chết đúng không? Hả? Lợn bán hết chứ không phải chết đúng không? Ờ, vào xem thăm mô hình bò nào. À, chào chị. Không, em nhận ra chị lâu rồi. Gớm giọng chị, em thề với chị là không bao giờ đâu là em quên được, đúng không? Giọng cứ lanh lảnh thoát thoát đấy. À, cái rau rượu này. Bò không ăn à? Ôi giời, lông dấn thì lá này mà làm sao mà nó ăn được hả bà? Làm sao mà nó ăn được? Nào đẻ được mấy con rồi Nhật? Chuyển được 3 con à? Ờ, đầu tư chuồng này hết bao nhiêu? Chuồng lợn chuyển sang đi đầu tư gì? Ơ, ngày xưa là chuồng lợn á? Chưa. Có mỗi chuồng nái bên kia thôi. Chuồng nái bên kia rồi. Lâu phết rồi. Rất đẳng cấp các bác nha. Mình nhìn này. Ở bên dưới này làm hẳn đó là cái ở đáy máng là inox. Cái này ngày xưa của lợn đúng không? Của lợn lái biết ngay. Bụng to hết rồi này nha. Vừa rồi mới đẻ được có mấy hôm con đấy. Con bên kia thì đẻ được bao nhiêu rồi? Đẻ dễ không? Dễ đẻ mà. Dễ đẻ không? Ừ, con này thì dễ đẻ này. Nhưng em bảo sao nó hơi gầy thế nhỉ? Cho ăn thêm cám đi về dinh dưỡng. Cám à, đây cám đây. Dinh dưỡng thêm vào. Làm lại run sán với ký sinh trùng nó đi bà. Làm lại dinh dưỡng với lại cái thuốc đi, ký sinh trùng đồng máu với này run sán làm lại đi. Run sán làm rồi, với này cái ký sinh trùng đồng máu không lấy con lọ về tiêm đấy. Ờ, à, làm rồi cái gì? Tiêm những con bê là nó còn khỏi đấy, nó còn lở lét nè. Ờ. Có bê này bao ngày để run. Một tháng tiêm Ivermectin. Một tháng phải tiêm Ivermectin rồi. 35 ngày làm cầu trùng nhá. Ờ. Tiêm à? Không, cầu trùng của lợn ấy, cho uống. Đấy. Tức là 35 ngày thì làm cái cầu trùng của lợn và cho con này uống này. Ờ, con này thì khoảng tôi lạy bà đấy. Bà ôm nó vào, con này thì bán nó bao nhiêu mà ôm nó vào. Ôm vào cho uống có gì đâu mà. Con này là đấy, cho nên con này không tẩy phun được nên là nó kém. Tẩy lại run sán nữa đi. Sư. Con này thế là hôm nọ chắc là dính viêm da đúng không? Ừ, đấy, chính da mẻ đó đấy. Ờ. Dạ. Thế con B này bây giờ tẩy được không? Ờ, bây giờ là phải làm run sán thôi. Đấy, tẩy đây này, cái bụng à? Bụng. Bảo lấy cái bấm mũi à? Bấm mũi nào? Cái khuyên. Khuyên mũi kìa. Khuyên mũi thì con này làm gì đó, dùng khuyên mũi. Khuyên này. Ờ, thế phải làm đi. Thế làm xem ấy, được không? Thôi, bây giờ muộn rồi bà ơi. Bà hành tôi vừa thôi. Mấy khi đến đây mấy năm rồi mới quay lại.
Bà Hành tôi vừa. Ấy da. Con này tợn á? Tợn nhờ. Đây này, những cái khuyên mũi như kia kìa. Đấy thì nó dễ hơn. Tưởng anh Tuấn anh gọi điện. Như bấm chưa? Chưa bấm á? Chưa bấm thì đeo làm sao được. Bấm thì đeo luôn. Như đây có mấy con mà. Bảo ông Tuấn lúc nào vào ông làm. Mấy năm giờ mới quay lại. Thế lúc nữa lấy chạc đây bảo cho nhân viên mình nó vào làm cho. Làm là mình có mang cái vòng sắt đâu? Em thử ra bảo thằng ấy. Ra bảo thằng kia nó bảo xem có vòng sắt hay vòng nhựa kia. Được gì bình thường mà. Một con bò này nuôi mua bao tiền con? Nhưng mà rơi tầm khoảng 30-40 triệu con ấy nhỉ? Giám đốc về. Hello anh. Phải không? Yếu quá. Mất hết lợn rồi. Thằng kia nó đang bảo là nhà chị xây quả nhà ạc to thế. Đại gia làm thế làm quả nhà mất mẹ hết lợn. Đúng không? Hết lợn thôi. Hết lợn thì tiền đấy mới làm vào nhà. Thế á? Thế em tưởng làm nhà xong bắt đầu bị sập lợn hay là sập lợn hay làm nhà? Làm nhà đấy. Đang làm nhà sập lợn. Để đầu tư vào nuôi bò này là năm rồi nhỉ? Chưa được năm. Chưa được 6 tháng. 6 tháng à? 6 tháng là đầu tư vào bò này được bao mất bao tiền rồi? Anh chả biết đâu. Chả cứ mua chắc là nó tầm khoảng tầm 300 gì đấy. 300 à? 300 triệu là mua tổng cái dàn bò này bây giờ bao nhiêu con? 20 con à? 20 con. 20 con cả bao nhiêu? Đâu xem qua chạy vịt nào. Chạy vịt vừa rồi là làm ăn ngon này nhau. Được. Kiếm được không? Được. Nhờ tí phỏng vấn đi nào ông chủ. Đây một chia sẻ bác đây là một ông chủ sập lợn. Ngày xưa là rơi tầm khoảng trên dưới 100 lái. Đấy. Thì bây giờ đây là chuồng tách lợn đấy bác nhỉ. Bây giờ đây là chuồng úm vịt. Trước là chuồng tách lợn đúng không? Đấy chuồng. Trước là chuồng tách lợn và bây giờ là thành chuồng úm vịt con. Nói nó cho phải đúng bởi vì là em Hoàng nhìn phát đến ngay à. Đấy ngày xưa là chỗ chuồng úm lợn con đấy. Chuồng này chuồng úm lợn con, tách lợn con ra đây. Đấy. Đẹp không? Làm quá đẹp luôn, quá chuẩn chỉ luôn. Thế mà lợn nó có ở đâu? Lợn nó không ở, nên là nó cho vịt ở. Bây giờ lại chuyển sang vịt. Thế mà vịt ở vịt. Thì thực ra thì bây giờ như nhà anh là phải làm vịt thì mới tận dụng được hết tất cả các cơ sở của ấy được. À? Anh sử dụng của Berlin. Đi lên trên đấy anh. Thế là nuôi lứa này lứa thứ mấy anh? Lứa thứ ba này. Lứa thứ ba con này là khoảng đây là vịt super đúng không? Đây là Grimau đây. Grimau này là 40 mấy ngày được sản xuất. Nhà anh toàn 41 ngày. 41 ngày. Trung bình bao nhiêu tiền? Trung bình bao nhiêu phần? 3 cân 1. 3 cân 1 à? 3 cân. Bây giờ giá bao nhiêu anh? 50. Bao nhiêu? 50. 50.000 đồng cân á? 50.000. Cái giá cám dạo này ra cao đấy rồi là nhận được. Được, tại vì nếu như giá như bây giờ thì một con vịt bây giờ phải được rơi vào tầm 45-50.000 con. 45-50.000 con. Ngày xưa thì giải bác là cái chuồng này á, là mình đã hướng dẫn đó là cách khế quản lợn, cắt đuôi, bấm đuôi, cắt tai như thế nào này. Đấy. Chuồng bên kia là chuồng bầu này, trên bên này là chuồng đẻ này. Đó, chuồng tách lợn, chuồng đẻ nữa này. Và bây giờ nên đập hết, đập sạch luôn. Bỏ hết luôn. Bỏ hết luôn là để làm bây cái... làm nên nó dốc về hai bên em để nó cọ chuồng thì dễ. Hai đàn vừa rồi là... Đàn đầu tiên của anh là bán lúc ấy là được giá 45 thì được 60 triệu. 60 triệu. 60 triệu 1.000 á. 1.500 chứ. 60 triệu 1.500. Thế đàn lứa thứ hai được mấy nghìn? Lứa thứ hai được 70. Được 70 triệu. Nhưng mà lứa thứ hai kiểu nó nóng ấy, cân nó kém hơn là lúc ấy được có 2 cân 9 ấy. Nhưng em tưởng là thế này là mình điều chỉnh được nhiệt độ mà. Mình điều chỉnh nhiệt độ nhưng nó vẫn nóng, nó không hạ được vì là cái chuồng này của nhà anh mày hiểu không? Nó ngắn quá. Nó nên là nó không hút được. Ngắn quá không hút được. Mấy lại nó cao nữa. Vừa ngắn nó lại vừa cao. Đây là lứa thứ ba. Đây tức là mới mới lại về sang tuần thì anh lại nhập về 2.000. Anh cứ 2.000 cứ lúc nào thành 4.000. Đây là cái máng dài của lợn này.
Đó, 8 con, 10 con ăn một cái máng này. Đâu đâu, đúng rồi, 10 con ăn một cái máng này. Đấy, những nhà anh này thì là dùng được hết. Khi chuyển từ lợn sang vịt là anh dùng được hết lại. Cái này là hình như là trước là sàn nái này. Đây đây đây. Đây đây. Ngải ra đây. Đây là khung nái này, bây giờ thành ngải ra hàn lại. Đây này, khung vẫn còn nguyên, nên mai là gỡ ra là vẫn lại tôi dùng được. Tức là anh không phá bỏ cái gì cả, mà anh ngả lên ra làm sàn luôn. Cái này là nuôi 41 ngày và cái quy trình vaccine của nó thì cũng ít thôi đúng không? Làm mỗi anh cả này. Phải là đầu tiên là viêm gan ruột mỏ, sau đến tả, tả xong rồi tempusua, tempusua xong đến bại huyết, xong thì đến xong rồi cuối cùng thì anh dùng là cái cúm 3-5 mũi, 5 mũi. Nhưng mà anh chuyển ra chuyển cái tay lâu chưa? Anh chuyển làm nhà xong thì bắt đầu anh chuyển, anh chuyển từ tháng riêng bắt đầu, tháng 2 là làm xong. Hết tháng 2 là xong thì bắt đầu vào vịt. Bây giờ con giống này mới mấy nghìn? Con giống này thì 20 nghìn. Bao nhiêu? 20 nghìn. 20 nghìn và vừa lấy mau 20 nghìn rồi. Nhưng mà con giống này của nó đỉnh cao lắm. Cái ao của nó cao nhiều không? Thì lệ ít thôi. Nó thì... Vừa lấy mau này nó gọi là chuẩn ở hàng công ty, hàng chuẩn của nó đấy. Không phải đơn giản đâu. Lứa trước, lứa đầu tiên anh nuôi của Golden Mao, lứa thứ hai lúc đấy là hàng nó cháy. Thế anh lấy của Thị Phương. Nhưng mà hàng của Thị Phương thì cũng được, nhưng mà cái độ đồng đều không bằng bọn này đồng đều. Mà cái trọng lượng đó là nó sẽ to hơn cả. To hơn. To hơn đấy, lần trước là nó, lần trước tính ra là có 39 ngày. Rồi. 39 ngày thì đến ngày 40 là anh bán rồi, là được 3 cân 1 rồi. Thế nhưng mà lứa sau này 41 ngày mới được có 2 cân 9, nhưng mà lúc nó nóng nóng. Năm nay được cái là vịt cũng được thịt giá. Vịt gà năm nay được. Nó cũng như thế thì nó cũng đỡ, tại vì là người chăn nuôi, đội nuôi gà nuôi vịt là bị lâu quá rồi. Thế là dính nha đép là không, chưa được luôn. Bị hai phát chứ anh, bị hai phát chứ. Đầu tiên là bị chuồng thịt. Chuồng thịt cái thì xong bắt đầu xử lý nó tốt rồi, thế xong xong bắt đầu tưởng là êm rồi, nó bắt đầu lại đẩy lợn lên tiếp. Đẩy lợn lên thì bắt đầu dính lần hai, thì xong bắt đầu vào luôn cả chạy nái này nữa thì thôi bỏ luôn. Bỏ luôn. Vào cái bỏ luôn. Không can gì, không ấy gì luôn. Không có tư tưởng tái nữa, tại vì thực ra là thứ nhất là chuồng lâu rồi, thứ hai nữa là dây vào cái đấy. Bị năm ngoái, từ năm ngoái à? Tháng 10 năm ngoái. Tháng 10 năm ngoái thì thế thì chính như thế là trong vòng mấy năm trước cũng được đúng không? Yeah. À, 2 năm trước cũng khá là ổn chứ. 2 năm trước thì anh gỡ lại được hết, chứ quả năm 17, 18 năm là năm nay anh gỡ lại lại hết. Năm nay nuôi lợn cũng từ tháng 10 năm ngoái đến năm nay thì nuôi lợn cũng được nhiều đâu anh. Nếu bán lợn con được đâu đó rơi tầm khoảng 200-300 là cao à? Nếu mà bây giờ mà bán lợn con là không có gì. Đấy. Bây giờ chỉ có đội nuôi lợn thịt thì được. Đội nuôi lợn thịt thì được. Như lợn được khoảng trung bình khoảng triệu rưỡi sao ấy. Nếu mà nếu đội nuôi lợn thịt thì lại đồng nghĩa với lại rủi ro cao. Đúng rồi. Tại vì là nguồn không kiểm soát được nguồn con giống thì là rủi ro nó cao. Dịch bệnh nó hoành hành thì đúng không ạ? Rồi. Tự nhiên cách đây 6 tháng là bắt đầu là cũng nuôi bò. Thì anh bảo là chả có bây giờ bỏ chạy về thì nó phí quá. Mới lại thực ra là nguồn thức ăn ở anh đây có, anh có phải mua đâu. Nhưng mà cái này không có nhiều. Cơ bản nhất là anh đang tìm cái nguồn rơm thôi. Rơm thì anh phải nhập vào đi. Không là chết được. Cái này làm gì đấy? Đấy đang ngả sàn vịt đấy. À làm tiếp chuồng vịt ở đây à? Đấy chuồng vịt này. Cũng làm chuồng kín luôn đó. Không ạ, chỗ này anh làm hở. Làm hở. Cái tại vì là đấy sang tuần là anh nhập vịt rồi. Vịt đặt rồi. Thôi cái này hôm nào để hôm nay không mang kìm thì hôm nào để lên làm xong. Hôm nào chú lên chú ấy mới chú làm đây, nhưng nhà anh đang có mấy con bị có vấn đề này. Sao? Như con này viêm xong bây giờ lại không lên giống nữa. Nhà anh là đang bị mấy con có vấn đề. Thế để em bảo hôm nào em cho kỹ thuật của em bên. Đấy, thế chúng mày lên xong rồi con này. Hôm nay thì đi anh em đi chơi thì không có kỹ thuật của em đi. Con này này, nhà của anh đang bị là 4 con. Để cho nó khám chứ cái thứ. Đấy, khám. Anh có cái khung khám cái thứ chứ. Không có khung khám thì làm sao ấy được. Anh không hàn khung khám. Anh làm cho em một cái đoạn này cho em. Ở góc này á?
70 phân. 70 phân. 70 phân làm trôi chọc cái kia xuống. Ừ. Kéo vào đây. Thế hôm nào làm luôn. Ờ làm luôn đi, xong rồi để hôm nào em cho nhân viên của em lên đây tiện qua đây thì cho nó khám. Mới lại ấy xong thì sấn mũi miếc rất là tất luôn cho anh này cái khuyên mũi. Làm đi làm cái này đi. Rồi hàn ở đây cho mày. Cái đấy đơn giản mà. Đây xong bắt đầu là làm cái khung ở đây cho em. Thực ra như anh thì bởi vì là khung khám này sau này nó còn lên lấy giống cái thứ nữa thì mình phải phải làm cái đó, anh hiểu không? Đây anh đang muốn là hôm nọ định là nhập bò vỗ về đây chứ. Thế xong lại cái nguồn thức ăn mà thì mới điện cho chú mày là rơm đấy. Nếu mà hôm đấy mà mua được thì anh ấy xong thì là anh định mua được tổng khoảng 15-20 con vỗ ở đây. Xong thì là không phá chuồng kia đâu, để xong rồi nay mai là chỗ kia là anh định làm khung chuồng bò đấy. Chuồng bò vỗ bò to đấy, nó lên tầm khoảng 3 tạ rưỡi, 4 tạ thì bắt đầu là cho vào khung, còn nó không vẫn nuôi tự do rồi chứ. Thôi cứ từ từ, dưới đây có thể nuôi khoảng 15 con thoải mái mà. 15 con thoải mái. 15 con thoải mái, làm được nó nhỏ thôi, không kể cả mấy anh chỉ rửa hót phân như thế này được. Thì nhà anh bây giờ kiểu vẫn thuê người thì làm ấy, thì anh rồi, không rồi. Làm điện thì anh hót. Nói chung là cái vấn đề bò này thì hôm nào sẽ em lên đây thường xuyên mà em sẽ bảo cho. Thì đấy hôm nào chúng mày lên thì mày đầu là bấm mũi rồi khám thai mọi thứ để xem nó như nào luôn. Đấy khám xong đánh giá lại cho anh những con nào nó có vấn đề trước thì xử lý luôn nha. Chắc phải rơi tuần sau nữa. Tuần sau nữa rồi tuần này chúng nó đi bắt bò rồi. Đây để có nhà anh có cái con này mà sao nó cứ gầy. Hôm mua cái của chúng mày là mua cái ký sinh trùng đống máu rồi. Hay là con này bị sán lá gan? Bác chưa làm sán lá gan à? Bây giờ bác chưa, làm lại đi. Chưa làm sán lá gan. Bác phải làm lại đi. Đây con này này. Thế phải làm lại run sán đi. Run sán thì vẫn tẩy được, như có mỗi sán lá gan là chưa làm. Đấy, sán đấy. Thì được, ok cái đấy lúc có thể là về đưa cho. Đấy con này nó gầy. Như con nào con này là phải làm lại run này, con này phải là chưa tẩy con hai này, con này đều chưa tẩy tí nào. Con này làm chưa một tháng rồi làm được rồi, con kia thì chưa. Có cho uống cầu trùng nhá, 30-35 ngày cho uống cầu trùng nhé. Cứ 1 ml 10 cân thì cứ tính ra. Còn chưa con nào mà chưa chữa thứ thì làm lại run sán ký sinh trùng máu cho em. Ký sinh trùng máu thì có thể làm hết được đó, làm lại hết được. Thì làm lại là hết luôn, cho anh cho nó sạch, nói chung là cho sạch chả. Nhưng mà con này anh phải tiêm đi, tiêm luôn đi. Anh phải tiêm luôn đi. Đây nhà anh giải pháp không ấy, phải anh phải cho ăn cây ngô khô này. Cây ngô khô à, nhưng mà nó ăn được không? Ui, nó ăn tốt. Nó vậy thôi, chứ sáng mai là hết đấy. Rồi, đành phải thế thôi, bây giờ biết làm nào được. Nhưng mà nhập rơm vào đi, không có rơm là chết đó. Đấy, không có rơm. Mùa đông là anh ăn đòn luôn đấy. Được cái ở trên này thì anh cái ấy thì nó lại nhiều cây ngô. Bây giờ là đang cái thời điểm rơm. Bây giờ anh phải ấy rơm. Rơm anh phải cho ăn tiết kiệm chứ có ăn mấy đâu. Thế phải mua về, phải mua thêm rơm về. Đây là cây ngô hủ hả? Cây ngô hủ đấy. 1 tháng 11. Đâu, đây vừa mới làm chứ. Đấy là từ đợt trước ấy. Chứ còn đây là anh vừa mới làm được có anh vừa mới ủ được 15 ngày. Thử ở trên này là bỏ hết chuồng lợn xong bắt đầu là làm một cái quả nhà trên này luôn. Gạt hết không còn cái gì. Ôi thế tôi sống những cuộc sống đó thế mới thoải mái đúng không? Đi với nhau lên nhà uống nước. Lên nhà uống nước rồi. Mơ ước chỉ bao giờ mình mới có cái quả nhà như thế này. Ăn thua gì ở quê đấy, ở quê thôi. Hả? Anh chả ghi đâu. Tại sao vì ông ghi? Chả ghi chép phải đâu, cứ làm thôi. Sao phải ông ghi? Mày biết là nhà anh ở xưa nay thì chả ghi chép gì đâu. Trước nhà đã to rồi nha, bây giờ đập đi à? Phá bỏ hết anh. Phá bỏ hết. Tại vì không sửa nó cứ nó không được như ý. Trước chỗ này là chuồng lợn hết này. Nó chuồng lợn hết này. 12 giờ mình vẫn phải đó là lên lắp cái quay mái trên chuồng lợn. Đấy cái quay mái của mày hôm anh vẫn mang xuống kia anh làm đấy. Bền nhỉ? Ồ, chú. Hoành tráng quá, hoành tráng quá này. Ông dạo này thì mấy anh em lên đường uống nước. Chú khỏe không? Vẫn khỏe, đéo có tiền mà. Ôi. Hello. Con này chơi nhỏ tí. Dã man không? Nhà dã man không? Gỗ này là gỗ gì anh? Xoan đấy chứ. Xoan đấy à? Bánh ôm hết xoan á? Bánh nguyên toàn bộ là xoan, nhưng mà xoan gốc. Xoan gốc à? Chứ không phải là xoan thường kia. Nó nguyên là xoan gốc.
Nhà này nhiều tỷ đồng đấy, không phải đơn giản. Đây chú phải nhìn son gốc thì nó mới được như này chứ không lấy đâu ra, đây đây nhiều. Tuyệt vời nhỉ. Anh mua cái gỗ này, anh mua cái gỗ này mới vân dài 15 mét, đường kính 1m3. Mua ở dưới sông. Bao nhiêu tiền? Anh mua 20 triệu cái gỗ này. 20 triệu rồi à? Thì xong rồi, lúc mày biết là người ta giả anh bao nhiêu? Bao nhiêu? Giả anh 150 triệu anh cũng không bán. Giả 150 triệu cái này không bán. Vì đóng toàn bộ nội thất mà nhà vẫn là vẫn bình thường. Đến mấy năm nay anh quay lại nhà cô nhỉ? Lâu lâu rồi. Không, làm gì mấy năm. Cháu vẫn thường xuyên qua đây mà ra ngoài này uống nước đi anh. Thế để anh xuống lấy chè. Có gì trong đấy? Ra ngoài này. Chỗ này dưới ngày xưa là chuồng lợn hết đấy. Chuồng lợn hết, mấy chuồng lợn làm lên sự nghiệp ấy cô nhỉ? Mấy chuồng lợn dưới này là làm lên sự nghiệp chứ bây giờ nó thành nhà hết rồi. Cái này là tổng hợp bao nhiêu mét vuông? 300 mét vuông cái nhà này. 300 là rộng. Đây như kiểu biệt thự nhà vườn ấy. Biệt thự nhà vườn ấy, đẹp. Màu trắng với lại một cái màu đen này nó kết hợp nó sang nhỉ, nó quá sang luôn. Sau này mình làm kiểu nhà như thế này là tựa kết hợp giữa màu trắng với màu đen vàng này, hay tuyệt vời. Bao giờ mới có tiền làm của nhà này chú? Nhiều tiền đấy chú, không phải đơn giản đâu. Nếu mà không quá đẹp luôn, cháu vào vắt cửa này cháu bảo là mẹ sau cái nhà nó đẹp thế. Bất ngờ luôn đấy, cháu vào nhà đây cháu bất ngờ luôn đấy. Tuyệt vời đấy. Ở đây có cả một cái chòi để uống nước này. Tuyệt vời không?